gây tảo cho ao tôm. Tảo và vi khuẩn, tức là hệ sinh vật rất quan trọng trong kiểm soát chất lượng nước. Tảo cung cấp 90% oxy trong nước và là thức ăn cho tôm nhỏ. Vi khuẩn có vai trò phân hủy chất thải và thức ăn dư thừa. Khí độc tái tạo protein từ nitơ trong chất thải làm thức ăn cho con tôm. Màu nước chính là màu của tảo và vi khuẩn. Màu xanh là màu của tảo, màu nâu là màu của vi khuẩn. Sự phá trộn tảo và vi khuẩn cho ra màu từ xanh nhạt, màu xanh da trời đến màu nâu vàng hoặc màu nọn chuối. Gáy màu nước chính là gáy dựng hệ vi sinh vật có lợi. Đặc biệt, màu bạ trà là màu của hỗn hợp tảo và vi khuẩn. Màu được người nuôi tôm ưa thích. Hệ sinh thái ao nuôi này rất ổn định, đảm bảo nước có chất lượng tốt. Lưu ý, tảo không được quá dày, cũng không được quá thừa. Nếu tảo thừa, nước trong thì tảo gây hại ở tầng đáy sẽ phát triển. Ngược lại, tảo dày có thể dẫn đến thiếu oxy về đêm. Mật độ tảo liên quan trực tiếp với độ trong, độ đậm của nước ao nuôi. Bước 1. Chuẩn bị nước ao nuôi, xử lý nước. Nước nuôi được đưa vào ao lắng, diệt tạp, giáp xác, đánh diệt khuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Để nước ít nhất từ 10 đến 12 ngày, bay hơi hết khí độc của các chất diệt khuẩn như clo, thuốc tím, BKC, v.v. Sau đó, đánh một số loại khoáng vi lượng như đồng, kẽm, canxi, magie hoặc CaCO3, dolomit, v.v. Kết hợp chạy quạt từ 2 đến 3 ngày. Sau đó, bà con đo nồng độ pH và kiềm để cân chỉnh cho phù hợp. Cách gây tảo như sau: chuẩn bị dung dịch gọi là em thứ cấp để gây tảo. 1 lít men vi sinh gốc cộng 2 lít dỉ mật đường cộng 1 kg cám gạo cộng 5 kg bột cá hoặc 5 kg bột trùn quế cộng 100 g muối cộng 30 lít nước sạch. Tất cả hỗn hợp trộn đều, cho vào thùng kín ủ từ 7 đến 10 ngày là dùng được. Bà con lấy 20 lít vi sinh khối tạt cho 1.000 mét khối nước, kết hợp chạy quạt. Lưu ý tạt vi sinh khối gây tảo vào sáng sớm hoặc chiều mát khoảng 1 đến 2 ngày sau là nước ao nuôi lên màu vàng nhạt và màu đọt chuối non là bà con thả được tôm giống. Kính chúc bà con có một mùa vụ bội thu. Mọi thắc mắc liên quan đến việc gây tảo cho ao tôm, bà con trực tiếp liên hệ với chế phẩm thông minh theo số điện thoại 0987 159 123 để được tư vấn miễn phí và cung cấp chế phẩm vi sinh gốc sử dụng cho ao tôm.